danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Cô xin chào tất cả các con đã quay trở lại với trang học tập của Việt Sách. Hôm nay cô rất vui khi cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta trong bài 44 Thương có chữ số 0. Như chúng ta đã biết thì trong một thành phần của phép chia sẽ gồm có số bị chia, số chia và thương, đúng nào? Vậy thì để tìm hiểu bài học hôm nay thì cô cho chúng ta cùng nhau đến với tình huống đầu tiên của phần khám phá. Các con sẽ quan sát cho cô bức tranh và chúng ta thấy rằng tình huống này bài toán của chúng ta cần làm đó chính là chúng ta cần chia đều 1236 quyển sách này cho 12 trường học. Được chưa ạ? Vậy thì để chia đều 1236 quyển sách này cho 12 trường tiểu học thì mỗi trường chúng ta cần bao nhiêu quyển sách? Đúng nhỉ? Vậy thì bài toán này chúng ta cần phải đi thực hiện phép tính chia, đó chính là 1236 chia cho 12, đúng ạ? Vậy thì phép tính này chúng ta đã thực hiện ở những video trước rồi, cô đã hướng dẫn chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lại một lần nữa các con nhé. Các con sẽ lưu ý cho cô, chúng ta sẽ đặt tính đổi tính nào. Rồi, chúng ta sẽ chia theo thứ tự từ trái sang phải, được chưa ạ? Cô sẽ có 1 thì nhỏ hơn 12, vậy 1 không thể chia cho 12 được. Vậy thì cô sẽ có là 12 chia cho 12 bằng 1, viết 1, được chưa ạ? Sau đó cô sẽ nhân ngược lại, 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 1 bằng 1. Rồi, vậy thì 12 trừ 12 bằng 0, được chưa? Sau đó cô sẽ hạ 3, cô được 3. 3 chia 12, 3 nhỏ hơn 12, vậy thì 3 chia cho 12 sẽ bằng 0. 0 nhân 2 bằng 0, viết 0. 0 nhân 1 bằng 0, viết 0. Rồi, vậy thì 3 trừ 0 sẽ bằng 3, viết 3. Rồi, tiếp theo cô sẽ hạ nốt số 6 xuống, được chưa? Hạ 6 xuống thì cô sẽ được là số 36. 36 chia cho 12 được 3, các con có thể tính nhẩm được, đúng nhỉ? 36 chia cho 12 bằng 3, viết 3. 3 nhân 2 bằng 6, 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. Vậy 36 chia 36 bằng 0. Đây là phép tính chia hết, đúng nhỉ? Và chúng ta để ý rằng là thương của phép tính chia này có chứa chữ số 0, đúng nào? Vậy thì đó chính là bài học ngày hôm nay của chúng ta. Vậy cô sẽ có là vậy 1236 chia 12 bằng 103. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục và làm giúp cô bài 1, đặt tính rồi tính giúp cô 6 phép tính ở dưới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau dừng video lại. Các con sẽ thực hiện giúp cô ra ngoài giấy nháp. Sau thời gian 10 phút, các con sẽ quay trở lại và kiểm tra đáp án của mình. Nào các bạn nhờ việc sách làm xong chưa nhỉ? À, cô tin rằng là các bạn chúng ta rất là thông minh và làm được rất nhanh. Cô có phép tính đầu tiên 638 chia cho 21. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đặt tính đổi tính. Cô sẽ có này, 6 thì nhỏ hơn 21, vậy cô sẽ không thể chia được. Cô sẽ lấy 63. 63 chia cho 21 sẽ được 3, đúng nhỉ? Chúng ta đã học cách ước lượng thương rồi ở những video trước rồi. Và các con sẽ xem lại giúp cô video đó để chúng mình có thể thực hiện thật thuần thục hơn. 63 chia cho 21 cô sẽ được 3. 3 nhân 1 bằng 3, 3 nhân 2 bằng 6. 63 trừ 63 bằng 0, viết 0. Hạ 8 cô sẽ được 8. 8 nhỏ hơn 21 thì 8 chia cho 21 sẽ được 0, viết 0. 0 nhân 1 bằng 0, viết 0. 0 nhân 2 bằng 0, viết 0. Và 8 trừ 0 sẽ bằng 8. Được rồi. Và lần chia này thì cô thấy rằng là chúng ta đã gì ạ? À, đây chính là số dư, đúng nhỉ? Vậy cô sẽ có kết luận. Vậy 638 chia cho 21 bằng 30, dư 8. Được chưa? Và phép tính này chúng ta thấy rằng là tiếp tục thương có chứa chữ số 0, đúng nhỉ? Phép tính tiếp theo, 3451 chia cho 17. Rồi, và cô cũng sẽ đặt tính đổi tính và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 34 chia cho 17 được 2, viết 2. 2 x 7 bằng 14.
viết 4 này. 2 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. Các con sẽ lưu ý là đặt giúp cô thẳng hàng số, được chưa ạ? 34 trừ 34 sẽ bằng 0. Cô sẽ hạ 5, cô được 5. 5 chia 17 được 0, viết 0. 0 nhân 7 bằng 7. 0 nhân 7 bằng 0, viết 0. 0 nhân 1 bằng 0, viết 0. Cô sẽ có 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. Sau đó cô sẽ hạ với 1, được chưa ạ? Cô sẽ hạ tiếp số 1 xuống dưới. Vậy thì cô sẽ có là 51 này. Chia cho 17 sẽ được 3. Đó, viết 3. Rồi, 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2, được chưa? 3 x 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5. 51 trừ 51 bằng 0, viết 0. Rồi, vậy 3.451 chia cho 17 sẽ bằng 203. Phép tính tiếp theo, 8.329 chia cho 26. Cô sẽ tiếp tục thực hiện phép tính này. Cô sẽ chia theo thứ tự từ trái qua phải như sau. 83 chia cho 26 được 3, viết 3. 3 x 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 83 trừ 78 sẽ bằng 5, viết 5. Cô sẽ hạ tiếp. Hạ 2, cô sẽ được là 52. 52 chia cho 26, cô ước lượng được là bằng 2, viết 2. 2 x 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 2 x 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. Vậy thì 52 trừ 52 bằng 0. Rồi và cô sẽ chia thứ cuối cùng là hạ 9 này. Cô được 9. 9 chia 26 bằng 0, viết 0. 0 x 6 bằng 6. 0 x 6 bằng 0. 0 x 6 bằng 0, viết 0 này. 0 x 2 bằng 0, viết 0. Và 9 trừ 0 bằng 9, viết 9. Vậy thì 9 đây chính là số dư, đúng nhỉ? Vậy 8.329 chia 26 sẽ bằng 320 dư 9. Tiếp theo là phép tính 840 chia 42. 84 chia 42 sẽ được 2, viết 2. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 84 trừ 84 bằng 0, viết 0. Hạ 0. Cô được 0. 0 chia 42 được 0. 0 x 2 bằng 0, viết 0. 0 x 4 bằng 0, viết 0. 0 trừ 0 bằng 0. Rồi, vậy thì kết quả của phép tính 840 chia 42 sẽ bằng 20. Được chưa? Tiếp theo là phép tính 9.367 chia cho 31. Câu sẽ có là 93 chia cho 31 sẽ bằng 3, viết 3. 3 x 1 bằng 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9, viết 9. Vậy 93 trừ 93 bằng 0, viết 0. Hạ 6. Cô được 6. 6 chia 31 được 0, viết 0. 0 x 1 bằng 0, viết 0. 0 x 3 bằng 0, viết 0. 6 trừ 0 bằng 6, viết 6. Tiếp tục cô sẽ hạ 7. Rồi, hạ 7 cô sẽ được 67 này. 67 chia 31 sẽ được bằng 2, viết 2. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, viết 6. Vậy 67 trừ 62 sẽ bằng 5. Vậy số 5 này chính là số dư của phép tính chia. Vậy 9.367 chia cho 31 sẽ bằng 302 và dư 5 đơn vị. Phép tính tiếp theo, 5.184 chia cho 48. 51 chia cho 48 thì con sẽ ước lượng làm sao để mà khi được nhân ngược lại lên ấy, chúng ta sẽ được một cái số mà phải nhỏ hơn gì ạ? Phải nhỏ hơn cái số bị chia ban đầu. 51 chia 48 sẽ bằng 1, viết 1. 1 x 8 bằng 8, viết 8. 1 x 4 bằng 4, viết 4. 51 trừ 48 sẽ bằng 3, viết 3. Cô hạ 8. Cô được 38. 38 nhỏ hơn 48 thì 38 chia 48 sẽ được 0, viết 0. 0 x 8 bằng 0, viết 0. 0 x 4 bằng 0, viết 0. 38 trừ 0 bằng 38. Tiếp theo cô hạ tiếp số 4. Hạ 4.
thì cô sẽ được là 384 chia cho 48 sẽ bằng 8. 8 x 8 bằng 64, viết 4 nhớ 6. 8 x 4 bằng 32 thêm 6 bằng 38. Viết 38. Vậy 384 trừ 384 sẽ bằng 0. Vậy 5184 chia 48 sẽ bằng 108. Vừa rồi thì các con thấy rằng là bài tập số 1 là bài tập mà chúng ta tìm được thương có chứa chữ số 0, được không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cho cô sang bài tập số 2. Chọn thẻ ghi phép chia thích hợp cho mỗi ngôi nhà dưới đây. Cô có hai ngôi nhà là thương có chữ số 0 và thương không có chữ số 0. Vậy thì bây giờ các con sẽ đưa giúp cô các phép chia này về với ngôi nhà tương ứng với nó. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập này. Cô có phép tính chia đầu tiên, 283 chia cho 27. Cô sẽ đặt tính đổi tính. Cô có 28 chia cho 27 sẽ được 1, viết 1. 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 2 bằng 2, viết 2. Được chưa? Vậy thì cô sẽ có là 8, 28 trừ 27 bằng 1, hạ 3. 13 chia cho 27 bằng 0. Được chưa? Rồi với tính này sẽ là gì ạ? 283 chia cho 27 sẽ bằng 10 dư 13. Phép tính tiếp theo, 870 chia cho 29. Câu sẽ có là 87 chia 29 bằng 3. 3 x 9 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6 thêm 2 bằng 8. 87 trừ 87 bằng 0, viết 0, hạ 0. 0 chia cho 29 bằng 0. 0 x 9 bằng 9, 0 x 9 bằng 0, viết 0. 0 x 2 bằng 0, viết 0, vậy 0 trừ 0 sẽ bằng 0. Vậy 870 chia cho 29 bằng 30. Phép tính thứ 3, 196 chia cho 14. Cô sẽ có 19 chia cho 14 sẽ bằng 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, viết 4. 1 x 1 bằng 1, viết 1. 19 trừ 14 sẽ bằng 5, hạ 6. 56 chia cho 14 sẽ bằng 4. 4 x 4 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 4 x 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5. 56 trừ 56 bằng 0, viết 0. Vậy 196 chia cho 14 sẽ bằng 14. Được chưa ạ? Phép tính tiếp theo, 608 chia cho 32. Cô và các con sẽ cùng nhau đặt tính rồi tính ở phép tính chia này. Cô sẽ ước lượng nhá. 60 chia cho 32 cô sẽ được 1, đúng nhỉ? 1 x 2 bằng 2, viết 2. 1 x 3 bằng 3, viết 3. 60 trừ 32 sẽ bằng 28. Cô hạ 8, cô sẽ được 288. 288 chia cho 32 sẽ được 9. 9 x 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 9 x 3 bằng 27, thêm 1 bằng 28. 288 trừ 288 bằng 0, viết 0. Vậy 608 chia cho 32 sẽ bằng 19. Phép tính tiếp theo, 4221 chia cho 21. Cô sẽ tiếp tục đặt tính đổi tính phép tính chia này. 42 chia cho 21 được 2. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 42 trừ 42 bằng 0, hạ 2. 2 chia 21 bằng 0, viết 0. 0 x 1 bằng 0, viết 0. 0 x 2 bằng 0, viết 0. 2 trừ 0 bằng 2. Cô sẽ hạ số cuối cùng, hạ 1. 21 chia cho 21 bằng 1, được chưa ạ? 1 x 1 bằng 1, viết 1. 1 x 2 bằng 2, viết 2. Vậy 21 trừ 21 bằng 0. Vậy 4221 chia 21 sẽ bằng 201. Phép tính tiếp theo, 783 chia cho 69. Cô sẽ có là 78 chia 69 được 1. 1 x 9 bằng 9, viết 9. 1 x 6 bằng 6, viết 6. 78 trừ 69 sẽ bằng 9. Hạ 3, cô được 93. 93 chia cho 69 sẽ được 1. 1 x 9 bằng 9, viết 9. 1 x 6 bằng 6, viết 6. 93 trừ 69 sẽ bằng 24. Vậy 783 chia cho 69 sẽ bằng 11 dư 24. Con lưu ý khi chúng ta thực hiện phép tính, chúng ta sẽ đặt giúp cô thẳng hàng, được chưa ạ? Thẳng hàng và hạ số
hạ số thật cẩn thận thì khi chúng ta làm cái chia sẽ không bị nhầm lẫn, các con nhớ chưa ạ? Rồi thì chúng ta đã thực hiện được cả bốn phép tính, và cuối cùng chúng ta sẽ nối với phép tính ấy ứng với những ngôi nhà của nó là thương có chữ số 0 và thương không có chữ số 0 rồi, không ạ? Và tập số 3 này là bài đặt tính đổi tính, thì cô muốn là chúng ta sẽ làm giúp cô. Coi như đây là bài tập yêu cầu về nhà cho các con, được chưa? Và cô mong rằng là chúng ta sẽ làm cho cô thật nhanh và để quay trở lại để kiểm tra đáp án của mình. Và đây là đáp án của cô. Chúng ta sẽ làm tương tự thôi. Chúng ta sẽ sang cho cô bài tập số 4. Năm nay, gia đình Bác Minh thu hoạch được 9.690 kg cả thóc và ngô. Bác đóng số thóc vào 42 bao, số ngô vào 53 bao. Hỏi gia đình Bác Minh thu hoạch được bao nhiêu kg ngô, bao nhiêu kg thóc. Biết rằng khối lượng mỗi bao là bằng nhau. Được chưa? Bài toán cho biết là Bác Minh thu hoạch được 9.690 kg cả thóc và ngô. Bác đóng thóc vào 42 bao, ngô vào 53 bao. Hỏi gia đình Bác Minh thu hoạch được bao nhiêu kg ngô, bao nhiêu kg thóc. Được chưa ạ? Rồi, để giải bài toán này thì chúng ta sẽ hiện cho cô như sau. Đầu tiên chúng ta phải tính được tổng số bao thóc và bao ngô Bác Minh thu hoạch được là bao nhiêu bao. Chúng ta sẽ có là 42 cộng 53 sẽ bằng 95 bao. Vậy thì mỗi bao sẽ cân nặng số kg là 9.690 chia cho 95 bằng 102 kg. Được chưa? Bởi vì khối lượng mỗi bao là bằng nhau. Rồi, vậy thì khi chúng ta đã biết mỗi bao cân nặng số kg rồi, bây giờ sẽ quay trở lại với bài toán gì ạ? Rút về đơn vị, đúng nhỉ? Vậy, gia đình Bắc Minh thu hoạch được số kg ngô là 102 nhân với 53 sẽ bằng 5.406 kg. Gia đình Bác Minh thu hoạch được số kg thóc là 42 bao. Vậy là 102 nhân với 42 sẽ bằng 4.284 kg. Đáp số 5.406 kg ngô và 4.284 kg thóc. Được chưa ạ? Bài tập số 5. Trong 1 phút, tim một người khỏe mạnh bình thường đập hay gọi là co bóp khoảng 75 lần và lượng máu được lưu chuyển qua tim là 5.250 ml. Tính số ml máu được lưu chuyển qua tim trong mỗi lần đập của tim. Được chưa ạ? Vậy bài toán này nó sẽ rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần thực hiện phép tính gì nhỉ? Mình chia 5.250 chia cho 75. Bây giờ cô sẽ giúp các con thực hiện tính này ra ngoài giấy nhá. Cô sẽ có là 52 thì nhỏ hơn 75, vậy cô sẽ lấy cả gì ạ? 525 chia 75 sẽ được 7. 7 x 5 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 7 x 7 bằng 49, thêm 3 bằng 52. Được 552. 525 trừ đi 525 sẽ bằng 0. Cô hạ 0. 0 chia 75 bằng 0, đúng chưa ạ? 0 x 5 bằng 0 này, 0 x 7 bằng 0, viết 0. Và 0 trừ 0 bằng 0. Rồi, vậy thì ta sẽ có là và giải như sau. Số ml máu được lưu chuyển qua tim trong mỗi lần đập của tim là 5.250 chia cho 75 bằng 70 ml. Đáp số là 70 ml. Vậy thì qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã học bài về thương có chữ số 0, đúng nhỉ? Và các con sẽ về nhà và làm cho cô thật là nhiều phép tính chia. Bài tập số 3 là bài tập về nhà của các con. Làm cho cô thật nhiều để cho chúng ta có thể thành thục nhất phép tính chia. Và con vẫn lưu ý là thực hiện phép tính chia, con sẽ thực hiện phép tính từ gì ạ? Từ trái sang phải. Và con sẽ nhớ là hạ số thẳng hàng sau mỗi lần chia. Được chưa ạ? Và bây giờ thì cô xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Và cô sẽ gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.